Không riêng Chibu, những mỹ nhân này cũng có niềm đam mê ca hát mãnh liệt. Rất nhiều lần, những mỹ nhân này còn khiến khán giả vô cùng thích thú vì trổ tài ca hát có 102 trước đông đảo mọi người. Diễn viên hài Thu Trang không chỉ được biết đến là nữ diễn viên hài đình đám phía Nam, Thu Trang còn nổi danh với sở thích ca hát. Dù không sở hữu giọng hát trời phú, nhưng bằng sự tự tin sẵn có, Thu Trang không ngại khoe giọng hát được ví như thảm họa mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, chính vì tính cách hài hước nên mỗi khi khoe giọng, Thu Trang cũng xen vào những biểu cảm hết sức thú vị. Do đó, thay vì bị ném đá, nữ diễn viên lại nhận thêm nhiều tình cảm yêu mến từ công chúng. Thậm chí, đồng nghiệp của Thu Trang còn vô cùng thích thú mỗi khi cô trổ tài ca hát tại các sự kiện thân mật hay trong hậu trường. Những clip cover của Thu Trang khi đăng tải lên mạng xã hội cũng nhận được vô vàn sự quan tâm từ khán giả. Diệu Nhi, một đàn em thân thiết với Thu Trang, nữ diễn viên Diệu Nhi cũng nổi đình đám trong làng giải trí bởi giọng hát được mệnh danh thảm họa không kém đàn chị. Ngoài diễn xuất, Diệu Nhi còn có sở thích ca hát mọi lúc mọi nơi và cũng giống như Thu Trang, do có sẵn máu hài nên nữ diễn viên luôn thể hiện những biểu cảm vui nhộn lầy lội mỗi khi khoe giọng. Không những thế, đã nhiều lần giọng hát thảm họa của Diệu Nhi khiến các nghệ sĩ phải té xỉu. Tuy nhiên, vì rất tự tin vào bản thân nên Diệu Nhi cũng từng tham gia một chương trình truyền hình liên quan đến âm nhạc. Mặc dù không thể lọt vào những vòng trong, nhưng Diệu Nhi đã chứng minh được sự cố gắng trau dồi giọng hát và khẳng định niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt. Hoàng Thùy, nổi danh trong làng thời trang Việt nhiều năm nay, nhưng phải tới khi Hoàng Thùy tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, khán giả mới biết được cô còn có một sở thích khá mãnh liệt là ca hát. Ngay từ phần thi tài năng của cuộc thi này, Hoàng Thùy đã mang đến một tiết mục bị giám khảo đánh giá như tra tấn. Không những thế, cô còn quên lời và liên tục phải nhìn vào màn hình karaoke. Tuy nhiên, sự cố đó không ngăn được niềm đam mê ca hát của Hoàng Thùy. Tại một phần thi mới đây, nữ người mẫu tiếp tục khoe giọng ca trong ca khúc Cơn mưa tình yêu của một bạn nam, Hoàng Thùy còn khiến khán giả thích thú khi hài hước chia sẻ, chỗ nào giao lưu văn nghệ, chỗ đó có Thùy, Miss Karaoke. Phạm Hương, nhắc đến niềm đam mê ca hát, chắc chắn không thể bỏ qua Phạm Hương, bởi cô ngoài việc chăm chỉ cover các ca khúc đình đám V-pop, còn là hoa hậu đầu tiên phát hành single đầu tay để thỏa mãn sở thích âm nhạc. Tuy nhiên, Phạm Hương khẳng định sẽ không đi theo con đường âm nhạc mà chỉ xem đây như một cuộc dạo chơi. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 từng khiến khán giả bất ngờ với giọng hát ngọt ngào, không tua kém phiên bản gốc qua các ca khúc Anh cứ đi đi, Gửi anh xa nhớ. Người đẹp Đức Cảng cũng nhiều lần khoe giọng ca ngọt ngào trên các sân khấu lớn. Trong đó, màn trình diễn nhạc phẩm Già cổ Hoài Lan trên sân khấu Miss Universe 2015 góp phần giúp Phạm Hương gây hiệu ứng mạnh và tạo ra sức hút mà chưa có bất cứ người đẹp nào làm được tại đấu trường sắc đẹp hàng đầu thế giới này. Quản lý Chibu đáp trả Hương Tràm, nhảy là phải học, không phải muốn là được. Quản lý của Chibu thẳng thắn đáp trả về những ý kiến của Hương Tràm, cho rằng Chibu nhảy đẹp hơn cả Vũ Công. Chiều 24 tháng 12, Hương Tràm bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý lên trang cá nhân, có nội dung bé vui quá vì MV làm tặng fan cách đây hơn tròn một năm, được so sánh với MV hoàn thành cách đây vài tuần, thành công quá chứ hả. Chia sẻ này của Hương Tràm đã khiến nhiều người cho rằng cô đang ám chỉ tới Chibu khi MV mới của cô bị tố trùng ý tưởng với mỹ nhân sinh năm 1993. Đặc biệt, Hương Tràm còn nhấn mạnh việc nhảy nhót chỉ là bổ trợ cho giọng hát, và đối với cô, giọng hát vẫn là tiên quyết nhất. Điều này cũng khiến không ít khán giả nhận định Hương Tràm đang đề cập tới việc MV cô mới ra vấp phải nhiều ý kiến trái chiều rằng hình ảnh và vũ đạo không đẹp mắt bằng Chibu. Tuy nhiên, đáp lại mọi ồn ào, chỉ trích từ dư luận và cả đồng nghiệp, Chibu vẫn chọn cách im lặng như trước đây. Cho đến ngày 26 tháng 12, quản lý của Chibu mới có chia sẻ lên trang cá nhân. Qua đó, vị này cho biết khi nhảy là một chuyện và phải học luyện thêm chứ không phải muốn là được. Quản lý lên tiếng bảo vệ Chibu khi bị đá xéo. Đồng thời, Chibu cũng tung vãn dance cover được xem là lời đáp trả Hương Tràm. Nhảy là thứ cũng phải học tập chứ không phải chỉ để bổ trợ giọng hát. Mr. Đàm ám chỉ trang phục Tùng Dương mặc trên sân khấu như học sinh lớp 2 xé dán thủ công. Dù không chỉ đích danh, nhưng nhiều người cho rằng Đàm Vĩnh Hân đang ngầm mỉa mai giọng ca Mưa bay tháp cổ. Vừa qua, trong một đêm nhạc tại Hà Nội, Tùng Dương gây xôn xao khi ngẫu hứng hát bolero ngay trên sân khấu. Dù anh phát ngôn, già trẻ lớn bé đều đắm đuối với bolero thì đúng là sự thụt lùi cách đây 4 tháng.
Ngay sau khi clip được đăng tải rầm rộ, không chỉ cư dân mạng mà kể cả Sao Việt cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm. Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, ai biểu, ai sai, ai mượn, ai ép, ai bắt, tôi chỉ biết cười thôi, mọi người đừng gắt quá, biết đâu người ta cũng hối hận, sau khi ngộ ra mọi thứ rồi thì sao, ráng chút nữa đi cưng, anh gần ói được rồi. Phía dưới phần bình luận phản hồi ý kiến, tối nay anh mặc bộ cánh thiên thần 2013, hay lại là bị đứa khác lấy trộm rồi anh? Mr. Đàm cho biết, đồ của anh đâu có giống như học sinh lớp 2 xé dán trong môn học thủ công vậy. Dù không chỉ đích danh ai, tuy nhiên không ít khán giả cho rằng Mr. Đàm đang ngầm ám chỉ Tùng Dương, nguyên nhân là do trang phục của giọng ca Mưa Bay Tháp Cổ trong đêm nhạc vừa qua, chính là bộ đồ trắng kèm đôi cánh thiên thần nổi bật. Đáng chú ý, không chỉ Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà cũng lên tiếng, anh không ngại đăng cả clip Tùng Dương hát bolero và nói, cười muốn xỉu, giọng hát quanh co như đang leo đèo trong đêm Noel. Tuy nhiên bình luận này sau đó đã bị gỡ bỏ. Hồi tháng 4, Tùng Dương gây tranh cãi kịch liệt khi phát biểu, bolero chỉ mang tính hoài niệm, không mang tính chất sáng tạo, phát triển nền âm nhạc. Già trẻ lớn bé mà đều đắm đuối bolero thì đúng là một sự thụt lùi. Phát ngôn này ngay lập tức tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, không chỉ cư dân mạng mà nhiều nghệ sĩ Việt, nhất là những ngôi sao đang theo đuổi dòng nhạc bolero đã thẳng thắn dằn mặt Tùng Dương, trong đó có Mr. Đàm và Lệ Quyên. Angela Phương Trinh mặc váy xẻ bạo thế này vào quán ăn, thực khách khó lòng tập trung nổi. Nhìn những bức hình mới nhất của Angela Phương Trinh chia sẻ lên trang cá nhân, khỏi người phải choáng váng. Vốn được biết đến với hình tượng gợi cảm, lại sở hữu vóc dáng nuột nà, Angela Phương Trinh thường xuyên xuất hiện với váy áo phóng khoáng, thiêu đốt mọi ánh nhìn. Dù ai cũng biết bà mẹ nhí ưa hở bạo, nhưng bộ cánh cô diện trong lần đi tiệc mới đây vẫn khiến không ít người choáng váng. Xuất hiện trong tiệc sinh nhật của một người bạn, Angela Phương Trinh thu hút mọi sự chú ý với mẫu đầm vàng cắt xẻ bạo liệt. Thiết kế táo bạo giúp người đẹp sinh năm 1995 khoe trọn tấm lưng trần gợi cảm và vòng ba nảy nở đang dần trở thành thương hiệu của cô. Nhìn từ đằng trước, bộ váy cũng sở hữu đường xẻ sâu hun hút, tôn vinh thềm ngực đầy của Angela Phương Trinh. Chưa hết, bộ cánh còn có thêm đường xẻ hông cao ngút ngàn khiến không ít người đỏ mặt vì độ phóng khoáng và táo bạo. Thậm chí nhiều fan còn ái ngại với độ xẻ cao như vậy, chỉ cần một giây bất cẩn Angela Phương Trinh rất có thể sẽ dính vải sự cố lộ hàng. Vốn đã sở hữu một thân hình lý tưởng, nhưng bà mẹ nhí đầu tư không ít công sức để rèn luyện cho mình một vóc dáng ngày càng hoàn hảo hơn. Dù lịch trình bận rộn nhưng cô nàng vẫn dành ra 2 tiếng mỗi ngày để tập luyện cùng huấn luyện viên thể hình Phạm Văn Mách. Vòng ba nảy nở và những đường cong nóng bỏng của Angela Phương Trinh là kết quả của một quá trình nỗ lực dài hơi trong phòng gym. Trên trang cá nhân, bà mẹ nhí cũng thường xuyên khoe thân hình lý tưởng qua những trang phục gợi cảm và tươi mát. Mỗi bài viết của cô nàng đều gây bão vì độ hở bạo. Đàm Vĩnh Hưng đá xéo Tùng Dương hát bolero, tôi chỉ biết cười thôi. Đàm Vĩnh Hưng chỉ biết cười và muốn ói khi nghe Tùng Dương hát bolero ca khúc Hai Mùa Noel. Vừa qua ngày 24 tháng 12, Tùng Dương bất ngờ đeo cánh thiên thần và hát bolero trong đêm nhạc kỷ niệm Giáng sinh tại Hà Nội. Mục đích Tùng Dương là để chứng minh anh có thể hát được dòng nhạc bolero. Trong đó anh ngẫu hứng hát một câu trong Hai Mùa Noel theo phong cách bolero. Chiều cùng ngày, trên trang cá nhân Đàm Vĩnh Hưng đăng tải một trạng thái sau khi màn hát bolero của Tùng Dương gây tranh cãi. Ông Hoàng Nhạc Việt viết, ai biểu, ai sai, ai mượn, ai ép, ai bắt. Tôi chỉ biết cười thôi, mọi người cũng đừng gắt quá, biết đâu người ta cũng hối hận, sau khi ngộ ra mọi thứ rồi thì sao? Sáng chút nữa đi cưng, anh gần ói được rồi, cố lên. Lạng vòng vòng chút nữa thôi là sẽ chóng mặt, là anh sẽ ói được hà. Đèo quanh co quá. Dù không chỉ đích danh nhưng cư dân mạng sau khi đọc trạng thái của Đàm Vĩnh Hưng đều nghĩ anh đang hả hê khi nghe Tùng Dương hát dòng nhạc này một cách thảm họa. Trạng thái mới đây được cho là đá xéo Tùng Dương của Đàm Vĩnh Hưng. Người hâm mộ của Đàm Vĩnh Hưng bàn tán xôn xao sau status của thần tượng. Bạn thân 20 năm của Đàm Vĩnh Hưng cũng muốn xỉu khi nghe Tùng Dương hát bolero. Trước đó Đàm Vĩnh Hưng bức xúc lên tiếng trước những lời phát ngôn của Tùng Dương về nhạc bolero. Tôi mừng khi các bạn tìm đến cái mới trong âm nhạc. Nhưng bạn không có quyền chọc vào tổ kiến cũ. Tổ kiến đó có bao giờ chỉ trích việc sáng tạo làm mới của các bạn chưa? Trước đó vào cuối tháng 8, Tùng Dương gây tranh cãi với phát ngôn, già trẻ lớn bé đắm đuối với bolero đúng là sự thụt lùi.
Theo dòng ca con cò, nhạc bolero chỉ có giá trị về mặt hoài niệm, hoài cảm, nhưng không mang tính sáng tạo, phát triển nền âm nhạc. Quan điểm của Tùng Dương làm dậy sóng dư luận suốt một thời gian. Nhiều nghệ sĩ chuyên trị dòng nhạc bolero lên tiếng phản đối dữ dội trước phát ngôn của Tùng Dương. Kỷ niệm một năm kết hôn, Trấn Thành nhắn gửi Harry Won, cảm ơn em đã đến bên anh. Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, hai vợ chồng Trấn Thành và Harry Won đã có chuyến du lịch tại Hồng Kông cùng gia đình và bạn bè. Mới đây, trên trang fanpage của Trấn Thành, nam danh hài gửi lời nhắn nhủ đầy yêu thương, tình cảm đến bà xã Harry Won. Nhân kỷ niệm một năm ngày cưới, anh viết, Happy One Year Anniversary bà xã, thanks for coming. Chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới bà xã, cảm ơn em đã đến bên anh. Kèm theo đó là hình ảnh Trấn Thành và vợ yêu cùng diện đồ đen, tay trong tay hạnh phúc và một bộ sưu tập loạt hình hai vợ chồng chụp chung với nhau trong suốt một năm qua. Có thể thấy sau tất cả những sóng gió, cuối cùng Trấn Thành và Harry Won đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Trấn Thành chia sẻ hình ảnh bên bà xã Harry Won nhưng kỷ niệm một năm ngày cưới. Anh diện đồ đôi cùng bà xã Harry, hai vợ chồng tay trong tay đầy hạnh phúc và lãng mạn. Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng đăng tải một bộ sưu tập hình ảnh chụp chung của hai vợ chồng trong suốt một năm vừa qua. Chỉ trong thời gian ngắn, dòng chia sẻ của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả đều chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, Trấn Thành Harry Won cùng người thân tranh thủ du lịch tại Hồng Kông để nghỉ ngơi. Cặp đôi đã có những phút giây hạnh phúc đi vui chơi và thưởng thức món ăn đường phố tại đây. Trước đó, Trấn Thành cũng lên trang cá nhân để xin phép người hâm mộ ốp 4 ngày để cùng vợ ăn mừng ngày trọng đại. Chỉ còn vài ngày nữa là 25 tháng 12, đúng một năm hai đứa gọi nhau tiếng mình ơi. Cảm ơn bà xã đã đồng ý gánh cục nợ đời này. I love you forever. MC Trấn Thành hài hước chia sẻ. Trấn Thành hạnh phúc nắm tay Harry Won trong chuyến du lịch mới đây tại Hồng Kông nhân dịp kỷ niệm một năm ngày cưới. Không những vậy, Trấn Thành và Harry Won cũng khiến người hâm mộ phải ghen tị khi trao nhau nụ hôn ngọt ngào trên đường phố. Bố mẹ Trấn Thành cũng có mặt trong chuyến du lịch cùng con. Sau khi chia tay mối tình 9 năm với rapper Tiến Đạt, Harry Won bất ngờ công khai tình cảm và kết hôn với nam danh hài Trấn Thành sau 11 tháng hẹn hò. Cặp đôi bị dư luận chỉ trích và ném đá dữ dội vì cho rằng nữ ca sĩ là người phản bội tình cũ, chạy theo tình mới. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cả hai thường xuyên thể hiện những hình ảnh tình cảm ngọt ngào, làm không ít khán giả thay đổi suy nghĩ và dành tình cảm yêu mến cho đôi vợ chồng hài hước này.